Bảo nó là người tốc độ, em bảo tốc độ thì là the flash à. Ê, dạy sao? Mày thường ngày tập thể dục chạy chậm nhất đó. Cái bánh này của anh nhá. Cái bánh này của Nam. Ờ, của anh. Của Nam. Của anh. Nam. Của anh. Của Nam. Của anh. Của Nam. Cái bánh này rõ ràng là của anh. Của em mà. Chỉ có một cách để chia cái ván này là chúng ta phải thi. Bây giờ sẽ thi đủ kiếm ra xe. Vậy thì anh em mình sẽ đua xe. Đua thì đua. Đua thôi. Rõ ràng là anh thắng. Anh thắng. Vậy thì là hòa. Round 1, fight. Khi tiêu hương cũng mới rộng. Dragon Jutsu. Đấy chỉ là sản phẩm của bạn. Sản phẩm YouTube. Thank you.
Thôi à, anh em mình sẽ đấu số. Ai thắng sẽ được cái bánh. Ok, sẽ cho anh Hảo làm trọng tài. Ai thắng sẽ được cái bánh quy này. You guys want some too? Cái bánh quy này ngon thật. Chia nhau ra ngon thật.